bà đã đi 2-3 lần. Tại sao bà không có xử được cái vụ này ta? Để cho Thảo Dược xử. Có cái gì đâu đây. Đó. Thợ người thợ cân heo người ta làm gọn đeo có người thứ nhỏ xìu à. 2-3-4 người không ra nè. Lên ra hiện hiện được mấy trò nhưng mà thấy nó cũng có tiến độ. Có người mình gỡ cái động cái bất cứ một cái động cơ hay gì đó thấy có điều gì khác lạ là nó ok rồi, chỉ sợ gỡ ra mà không thấy gì chơi người ba anh em ráp lại cái đó chắc đó nó mới nhục các bạn. Tại luôn đó ha. Giờ chắc nắng cũng đã luôn rồi đó. Sửa máy này chắc thiếu tiền mua kem chống nắng luôn. Chút này qua luôn. Giờ gỡ cái mặt nạ là coi xây đúng dấu lại. Để đó đi. Anh áo ta lên tăng rồi. Rồi xuống sông này nè. Vậy vậy. Đưa đu tôm xuống sông chứ đừng đưa má xuống sông. Còn hy vọng mình sửa được đó. Không nên tin bạn dù bất cứ điều kiện nào. Bạn đã đi 2-3 lần. Tại sao bạn không có xử được cái vụ này ta? Để cho Thảo Dược xử. Đem lên mới, đem lên. Bữa đi qua đây, bữa sau thì chấp tích cách mình sẵn. Đứt rồi chạy được. Nhân máy này là chỉ nó chạy không thì được nhưng mà chạy tải thì nó ẹn. Ẹn giết rồi nó nghỉ ẹn luôn. Có lên ra được nó đâu ẹn. Nó nói chứ sao anh Nhân sao chơi luôn hả sao. Cái nhà lá vườn dứt luôn nha. Không được thì chở nguyên con này lên tới tiệm căn tiếp tục. Mà chắc lên bạn khác rồi. Bạn này như là không xong rồi. Không em rồi. Hai lần rồi. Em hai heo dánh nè. Em hai con mà đẻ ba lần rồi. Còn mấy triệu không? À, không con này không có tốt nhiều tiền căn thôi à nhưng mà nó chưa có chút bệnh. Con kia là làm tốt tiền mà không ăn luôn. Con kia chắc cũng lập cái lỗi gì nữa cái gì mà nữa không biết. À mày nè. À, tạm thời thì vậy. Tao không mà lại bóp cho chạy tùm lum đi. Bóp đâu nó tự chạy ra nghe là thôi. Thì cái này dặn cái nút lại. Thôi hoài. Để xây luôn đi cho nó thấy tăng luôn khỏi cần không. Sao nó tăng luôn? Sẽ chọn luôn đi cốt luôn. Cho để phút nữa nó gỡ heo đi các bạn ơi, lên bằng thịt heo. Heo cái này tới 7.8 triệu 100 hả gì luôn mà. Đó, giờ mình qua mình coi cái hộp số. Sao anh? Con này nó quá trời kêu. Kêu gỗn trả số lại không no chạy gỗn. Ờ cái ga nhỏ hả? Xuống rồi trả gì không no. Ờ thiêu ga nhỏ nó giặt cạch chứ gì. Ừ. Nó bình thường thôi anh, nó gơ nó kêu nhọn đầu nó kêu thôi. Thay mà bạn nó gơ. Thôi nó không có gơ nhiều đâu. Nhiều lắm kêu á. Nhiều lắm hả? Ừ. Ừ nhiều gỡ ra thay cặp đại con này thôi. Thay này nè mà giờ đóng sao? Này hả? Này mới chết nè. Đóng sao sao không hiểu. Biết mấy bạn này ghép làm sao nữa.
sao mà ở trong không có ốc ký gì chân ốc ký gì chân mà nó làm rời nữa chứ. Rồi có thể là đóng ém vô luôn đó anh ơi, này lấy không phải đơn giản đâu. Lấy mở mặt này lối này lối qua nữa. Ừ. Là lỏng luôn cái lưng cốt luôn. Ừ. Muốn gỡ đó là phải gỡ cái cuôn này, gỡ cái nạp đít rồi lấy đồ lối trên này ra. Gỡ cái đít này. Ừ, anh thốn ra. Bữa nay chạy tới chạy lui không làm ăn trên ta. Bây giờ giao cho Nhiên thử cái vụ này đi. Để Phúc thì gỡ heo xách lên. Rồi. À. Ai chê heo Tết không? Heo trong khi heo Tết ta chạy như trâu bò vậy đó. Heo ti ngon ngon rồi còn nào nó giật như chó thì nói không thôi rồi bữa nay ráng xử cho nó rồi. Trời ơi lấy mấy cọng dữ rồi lính, lấy hai cọng gắt vô để cho tiền nha hả. Bây giờ mình lâm sạc pin chừng nào Phúc để nó gỡ ra cái là mình khám phá con heo đó các bạn ơi. Vì giờ này mới căng đem về rồi đó anh Dũng. Cái này hả? Ừ. Cái này căng hồi nào anh? Qua phải không? Nhưng mà trước hôm qua là mình có cân một lần nữa đó. Nhưng mà bây giờ hồi nãy mình thấy cái nó xài cái động cơ nó nổ, nó chưa có dự ý các bạn, gỡ ra xây tất cả đưa cam rồi lên nó y chang hết, chạy cốc máy đã dữ dằn luôn. Mà kéo anh trên bà thì đã xuống nước nó liệm xuống là nó khoảng 1/6 ga, chưa được 1/3 ga nữa. Xìu. À, nó không xìu, nó không lên được cái gì xìu. Nó xìu là khi nào nó lên được, phải không? Nó có lên rồi từ từ nó xuống. Mà này nó không có lên được. Nó cứ mức đó nó ăn hoài à, chạy thành ra cỡ này anh chạy đâu có hao dầu nhiêu đâu. Chạy cái này lâu hao dầu. Anh khóa cái khóa xăng đó là dịp anh. Đó, tiết kiệm dầu vô cùng. Đó. Thì hôm nay là anh Nhân là chủ ghe nè, là chủ của cái máy này nè, ảnh chính tả ảnh đi căng luôn, phải là thợ đi căng là chết à. Ha, cũng hên. À, Phúc thì sửa rồi, chờ tiếp mình gỡ ra vô, hồi nãy giờ cũng hai quận hay gì rồi. Sao nắng sao đã không? À, còn đây là bạn Nhàn mà hôm trước là cái cua ta 5B đó, nhà mình trợ giúp đó. Thì thấy chạy gì được không Nhàn? Được anh, ok rồi. Ok rồi, khỏi thử ha. Nhưng mà cũng nhiều khi bánh ít đi, bánh quy lại chứ lại. Bữa nay là cũng phải trở lại xử tiếp dùm cái vụ con heo này thôi. Đó phải không? Đâu rồi, phải không? Chưa. Giờ cái máy này ra đi. Kéo đó sát bển nhà. Đó, rồi cái máy đó dục vô trong luôn nha. À, bạn nhà này là cũng thợ ở Thợ Sơn An Giang đó nha. À, bỏ chỗ nào được, bỏ đựng rớt xong được hả? À. Thì ông bà mình nói một người tính ngắn mà hai người tính dài. Bà ở đây tới 4 người là chắc dài nhằn luôn à. Đó. Cái vấn đề heo này không phải thuộc cái phạm vi của mình nhưng mà nhiều khi đối đế quá cũng chơi luôn. À, bây giờ quá đói làm liều. Lấy cái khai mới được anh Dương ơi. Anh gió lại lấy cái khai bên kia coi. Còn Phúc thì nó như là thiên lâu vậy đó, chưa chân cầm đồ gã tùm lum hết. Quá dữ rồi. Để đi Phúc ơi. Cái này nó thuộc về phần cơ chứ không phải là bằng, ví dụ cái máy nó chạy không đều ở gì á thì cái đó là do con heo mà nó căng, như cái này cái phần lên ga nó không lên, mình nghĩ nó cũng thiếu cái gì đó hoặc là nó gãy cái con ốc đẩy hay gì nó không lên. Nhưng mà mình cũng nói với anh Như rồi, có nghĩa là cái trong cái vấn đề này mình biết bây giờ nó chắc chắn là nằm ở trong đây nè. Rồi, anh nghĩ nó phải gì không? Ha. Bây giờ mình gỡ ra không được, mình đem thợ có đâu trước sau cũng đem hả? Mình gỡ ra mình thí nghiệm luôn. Còn nếu mà cái máy nào không xong thì mua máy khác luôn. Vậy là máy này đang chạy rồi, vậy là anh Vũ này xử lý con heo hay anh Vũ? Không mà anh không có khi xử lý con heo mà anh kêu làm bất cứ cái cách nào miễn mé máy kéo lên được thôi hả? Có nghĩa là máy đang hoạt động nhưng mà nó gần ra không được. Mà lên được thì coi như công sáng giờ thì tính, còn nếu mà không lên được thì thôi về làm sáng giờ ha. Ừ, làm sáng giờ luôn. Nó chờ trưa cho phải sáng không? Bây giờ Phúc gã đi Phúc. Cái này
này thợ vườn nha, các mấy anh thợ heo này thông cảm bỏ qua cho nha. Gỡ trước tiên gỡ cái này mình nhìn coi ngọc cái giống gì chấm. Ê nhớt nha. Bỏ vô đây luôn. Bỏ vô luôn. Thôi mình làm camera man đi. Để cho anh quay lại có gì dòm anh. Quay lại. Coi phim gì có lại các bạn, lúc nào có phút nào mình lộn đó mình gỡ phim ra mình coi. Nhà chắc mai mốt về sắm cái máy quay nữa luôn. Dạ. Quên thì sắm cái chân. Dạ. Có cần lấy bọc đồ ra không? Chỗ bỏ một bọc vậy đó. À, cái này là cái này. Bây giờ thấy cái đó cũng không thấy gì rồi. Đâu lắc ra thử rồi nha. À, tự động nè. À, giờ gỡ thêm 1 2 3 4 5 6 con. 6 con ốc 6 ly. Đầu tiếp 10. Đó, 2 4 6 8 mắt nha, nhìn tiếp nha. Cái cảnh này mình nhớ là hồi đó mình tháo cái bơm giải á các bạn. Tháo ra nó làm ba thước làm cái gỗ một cái ha, sắp lại nửa ngày. Mà hên được nó chạy. Bơm giải của cái xe ủi á. Nha, cửa hàng sĩ đầy á. Là lúc trước là chúng chính ban đây cứ việc gã đi con, không được mình đem thợ. Sao đợt đó chạy tới giờ luôn đó, nhưng cái xe mà vừa ủi mà vừa vào đó, cái xe đó đó. Đợt đó nó tụt cái đầu chùa trên chùa cái tí. Gỡ cái đắp để làm hết hồn luôn. À, bây giờ khoan nha. Để cho nó ngang lại coi. Anh quay phim cho đẹp coi. Cho nó rõ ha. Ừ. Đó con rớt từ chỗ nào luôn nào. Đó. Rồi. Chưa, gọi chưa? Rồi, ok. Thấy cũng không có gì đặc biệt lắm nha ta, cũng dễ mà. Lặn ngon này nữa mình khỏi cắt không. Kỳ kỹ á, kỳ kỹ nha. Đây cây dao. Ao. Lặn rồi. Kẹt tay. Sao Phúc ưa bị tai nạn quá ta. Có hổng sửa đề thì cũng bị nóng, mét thì cũng bị nóng. Hôm nay heo thì bị kẹt. Lúc mới đẻ ai đắp quần cái gì bị tai nạn liền. Có cái gì đây đây dính rồi, nó dính rồi, so là so nhỏ hả, là so nàng con so với nàng lụt rồi được, so không dính. Ai gỡ cái nào nhớ chỗ đó nghe, đặt móc vô nha, ngó cái anh Vũ. Trời ơi, có thấy trời đất trăng mây nước gì đâu ông ơi. Đây nằm ngang là gì được không? Ờ, gì đó, nghiêng thôi, vừa thôi. Khoan, gác cái cây ngang. Trời, thấy thợ, sợ cân heo, người ta làm gọn đeo, có người thì rút nhỏ xìu à. 2, 3, 4 người không ra nè. Anh Như lại xuống dưới lấy cái đèn giùm anh Như ơi. Cái quá giảng là so à bạn ơi. Đèn nữa đó thằng. Đèn đầu pin đây. À bên này. Có chốt gì không em? Lấy kìm cái Phúc ơi. Lấy cái kìm mỏ nhọn hay cái kìm cái gì đi. Chắc là anh Nhân làm camera đi. Gọi cái đầu vuông vuông này nha. Đầu vuông vuông đó là tính đó.
lên ga hiện hiện được mấy trò, nhưng mà thấy nó cũng có tiến độ. Là có người mình gỡ cái động, cái bất cứ một cái động cơ hay gì các bạn khó chấm đóng nha, mình ra mình thấy nó có điều gì khác lạ là nó ok rồi, chỉ sợ gỡ ra mà không thấy gì trơn rồi ba anh em ráp lại cái đó giác đó nó mới nhục các bạn. Còn giác này thì nó phát hiện được một điều gì đó. Nhưng mà thường thường mình thấy thợ rửa heo gỡ heo ra là nó rửa các bạn ơi. Mà này thấy dơ quá. Dơ quá mình không rửa mình cũng phải rửa chứ để khán giả mình ta cười chết à. Mà khán giả chưa cười nó anh như anh cười rồi. À, xuống là lấy miếng dầu đổ ra cái rồi khi mình gãi ra cái nào phân tích gì các bạn ơi. Đổ gáp vô heo nè, không chạy cũng úp lên luôn, úp kim lên luôn. Sao nhà? Đúng rồi. Tại vì lần đầu tiên em xuống xưởng anh phụ tiếp mà. Phải tại vì cái bên cạnh cái thành công thì cái thất bại nó cũng cập kè các bạn. Cập kè không có hiểm lắm. À, coi sao đây. Chưa chốt chứ cũng không vậy. Nằm đó đi. Thôi rồi, có phe nãy đây đâu rồi anh Vũ? Cái nào? Không có phe đâu. Cái lông nhỏ nè, cái xe nhỏ hả? Nhỏ nó cắt lên nè. Cắt này là mình chỉ coi thôi cho hàng để gáp. Đâu còn biết lông đền ta nữa. Đâu á? Cái này không đền. Này cái này nó nằm trên liền ngay, đâu có lông đền. Bỏ cái lông đền. Tại vì chắc mình không thấy được. Cái kia bóp trời, không thấy rõ. Ừ, nhìn kỹ. Dặn cái phe lại anh Vũ ơi, phe này bị không rồi. Không bây giờ ý kiến anh lấy ra lại. Lấy cái phe dặn phe lại, phe bị không rồi. Không có, lấy gà lại em gà thử nó có dính hay không. Dính mà. Còn dính không? Không mà nhìn nó dính hả? Dính đó mình dặn lại. Bẻ lại cho nó cứng cho ăn. Bẻ lại dưới bóp miệng lại chút xíu đi. Lấy kìm mua nhọn. Chứ anh Dương nhiều khi anh đang chạy anh không gỡ ra được á. Kỹ. Đây vậy luôn. Nhiều người ta nói kỹ là dở anh Vũ, nó khoe thằng thầy được mà nhiều khi kỹ bóp cái văn xong cái. Không, nhiều khi nó gãy luôn chứ văn xong thì vừa thôi em, vừa thôi. Nói đừng thực hành lùm liền dùm cái đang trong hết luôn rồi nha. Đó mạnh vô cố lên không được, lấy cái kìm mới được, kìm bắt vô kìm khó để làm gì. Đó trời ơi, lò xo nhớ đừng kéo quá nghe vậy nha. Lò xo nãy anh Vũ gắn đây phải không? Đó ok không? Tại nãy mình gắn sâu trong là bởi vì cái cốt mình chưa lấy ra. Trời ơi chứ sao hư cái bệnh này nó dám chữa được lắm mà ơi. Giờ đóng bờ heo này vô nè. Đưa cốt vô được. Bây giờ đưa cốt vô trước. Để đứng lên đi, để đứng lên sau, đứng lên dễ. Banh đẩy nó vô rồi đóng luôn. Banh ra nó nhặt, banh ra đẩy nó luôn. Rồi, đóng luôn. Khóa. Chết gom. Rồi. Có mình chưa gắn mà. Đẩy ngay bờ heo đi. Chưa. Anh lo làm có hết hồn rồi. Họ có tay móc được. Không, tay gách gòn là mắc gỡ ra hết trơn từ đầu đó. Chứ rồi, gỡ ra mới vô không còn được. Rồi. Khoan, kho. Để cho ngay đi. Mình có ý kiến gì đi, lấy ốc dặn lại. Mình gá đỡ phải không? Để nó chợt chợt hồi nó đứt tùm lum hết trơn rồi đóng khó nữa. Cái này phải không Vũ? Thôi cái này không? Gá hai con thôi. Thôi nó nói gá gì dặn luôn đi. Không đấy đây sao nó nhào được. Có tầm 7 chưa gắn hai cái này trong này cho ta nữa nè. Không có. Bây giờ mình vô cái kia đi. Mình vô cái đó đi rồi mình gỡ ra mình dặn đóng cái này được không? Đâu nó trong giữ mấy này lại mà. Thì đóng này trước không, mình gài phe. Đóng mặt hao đi rồi. Đóng mặt hao đi trước. Này mình gắn hai con mình giữ thôi. Đông người làm tới chiều không rồi vậy các bạn ngồi cãi không à. Hai ốc dài nhất là nồng đằng này nha. Đằng này gì nữa? Đó hai con dài nhất á. Này ở phía ngoài anh ơi, chân chỗ chút là vết. Nãy giờ anh đạp chú lô hết xong phải không? Còn hai con xéo được luôn. Hai con dài nhất là nằm đằng đầu này nè. Cục có dài đây nè. Chắc này Cần Thơ nhìn cho anh gian gáp nè. Em thấy anh gá hai con hơn Vũ rồi. Đừng hồi mình chặn sao cũng được, đâu có sao đâu. Chứ dặn chi mà nhiều. Rồi, chặn đóng vô nặng dữ không? Không sao lên giá hai con là giữ liền.
cái cục pin chỉ gửi này em thiệt chưa, pin này nó mới gửi Sài Gòn nhìn mạnh như trâu bò vậy đó. Ở bên này như có miếng lồng đền nha. Ừ. Bên nào bích, bên nào gần ga đó nghe, bích cái cần ga lại lên cái rồi ăn muối luôn đó nghe. Lần cái dòng thun vô nhạn ơi. Dòng thun vô. Cái đóng cái đứt dòng thun. Rồi rớt ra. Sát luôn, sát luôn. Không sao, đóng chặt chưa à, nó bóp vô à. Rồi không? Đỡ lắm mình. Được thôi, dạ, thay dòng thun nhận đi. Thay đi. Thì mời mốt rồi nó xì nhớ ông anh Dương cũng bắt mình thay cho thay vô đây chứ. Đây, có dòng thun luôn. À. Rồi chúng con cởi vô cái tủ chìa khóa nha. Tủ chìa khóa này của Phúc với anh hai thằng liên kết làm cái tủ đó đó, ghê không? Ừ. Mà nó ưa lọt cho lưng lắm đó. Dài không? Đây. Ngồi mà kêu hút dịnh giá gì nha. Không bỏ rồi, không? Người đang thấy không? Đúng rồi. Chứ hồi nãy mình gài phe trước cho nó lộng cộng tại nó lia. Nó không có giữ à. Được anh. À. Rồi. Khoan. Bây giờ mình để con tán vô này. Trước tiên là mình phải Bánh đi đây. Mình hãy kiểm tra cái lò xo có nó còn không? Còn. Cái phe của lò xo đồ vô ok hết phải không? Rồi. Rồi. Dựng đứng lên đi. Thấy hí đồ ra cho coi kỹ nha nha. Rồi, thấy rõ chưa? Đó. Vô. Quay qua đây coi, quay cái đầu heo qua đây coi. Kiểm tra ông vòng coi, làm gì cũng liên vòng chứ. Dở lên coi nha. Đầu chùa đâu cũng coi nguyên nha. Rồi, đâu ok. Tháo ra rồi đó. À. Trời ơi. Ổn hả nha? Hai cái dài nằm đây nha. Hai dài này. Hai dài nằm cái này thì nãy quay lại rồi, nãy tại đó bên Phúc. Vô cái cạch rồi nó bỏ của luôn nè, cắn gốc lấy vít rõ lên em ơi được.